xin chào các bạn, cùng xem hành trình phát triển của máy tính xách tay MSI qua video này nhé. Vào năm 2007, MSI ra mắt laptop GX600, là máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới được thiết kế cho các game thủ chuyên nghiệp. GX600 có một nút turbo để tăng hiệu suất một cách mượt mà với hệ thống làm mát tăng cường tích hợp. Bắt đầu từ năm 2008, MSI đã tài trợ cho hơn 20 đội thể thao điện tử chuyên nghiệp tại hơn 500 sự kiện thể thao điện tử trên toàn thế giới, khiến MSI trở thành hãng tài trợ được cộng đồng thể thao điện tử tin cậy nhất. MSI cống hiến hết mình cho cộng đồng game và cung cấp một nền tảng cho các game thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư cạnh tranh với nhau. Vào năm 2013, MSI cũng đã ra mắt máy tính xách tay chơi game eSports siêu mỏng đầu tiên trên thế giới. GX70 mang lại hiệu suất cao lại mỏng nhẹ, đây là một biểu hiện hoàn hảo của hiệu suất và tính di động. MSI dẫn đầu trong thị phần toàn cầu trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2014, hãng được bình chọn là máy tính xách tay tốt nhất. Trong 2 năm, hoạt động kinh doanh máy tính xách tay của MSI tiếp tục tăng trưởng cũng như doanh thu của công ty. Đến năm 2015, MSI đã chiếm 19% thị phần. MSI thể hiện sự hỗ trợ bền bỉ đối với cộng đồng game thủ. Công ty đã hợp tác với công ty thể thao điện tử lớn nhất thế giới với tư cách là đối tác chơi game chính thức vào năm 2018. MSI nhằm mục đích mang lại cho người chơi và người hâm mộ thể thao điện tử một trải nghiệm chơi game chưa từng có. Hãng có một cái nhìn sâu sắc về thị trường và đã tạo ra chuỗi laptop phục vụ công việc sáng tạo nội dung vào năm 2018, cho cộng đồng người sáng tạo nội dung có ý thức về hiệu suất, cung cấp một loạt các tính năng có thể tùy chỉnh để hoàn toàn phù hợp với các laptop cho ngành công nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ thiết bị tốt nhất, tận hưởng mối quan hệ đối tác lâu dài với Adobe. MSI là đối tác máy tính xách tay chính thức của Adobe Max tại sự kiện thường niên năm 2019, tài trợ tổng cộng 200 máy tính xách tay để người tham dự thể hiện sự sáng tạo của mình với hệ sinh thái thể thao điện tử đang phát triển mạnh. MSI tiếp tục tung ra dòng sản phẩm uy tín đầu tiên dành cho người sáng tạo và người dùng doanh nghiệp được trang bị công nghệ Pixel đích thực độc quyền, tuổi thọ pin lâu dài và hiệu suất ổn định. Dòng MSI Prestige là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng di chuyển. Phiên bản giới hạn G66 Rider được phát hành với sự hợp tác của Caliwood vào năm 2020. Sự ổn định và hiệu suất cao của các sản phẩm MSI trên toàn cầu đã đảo ngược hoàn toàn môi trường kinh doanh và mô hình làm việc. Do đó, MSI đã phát triển một loạt laptop tập trung vào độ ổn định và độ tin cậy của các ứng dụng phần mềm kinh doanh và nâng cao trải nghiệm. Nhớ like và đăng ký kênh Smart Review nhé! Cuối cùng, MSI là một trong những thương hiệu đầu tiên ra mắt máy tính xách tay chơi game cao cấp với dòng GPU RTX30 mạnh mẽ, tượng trưng cho sức mạnh cổ xưa từ mẹ của các vị thần Babylon. MSI tiếp tục phát triển và cung cấp hiệu suất và trải nghiệm người dùng cao nhất cho người sáng tạo, game thủ và giới kinh doanh trên toàn thế giới. Sau 14 năm phát triển, MSI thực sự đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là cho cộng đồng game thủ. Các sản phẩm được thiết kế tinh tế, mẫu mã đẹp, hiệu suất cao, giá thành rẻ là điểm cộng của hãng.
chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.